Có những cuốn sách ảnh có thể được coi như là những cuốn nhật ký của thời kỳ chống dịch. Những cái cuốn sách ảnh này ghi lại những cái khoảnh khắc đất nước chúng ta đã trải qua một cuộc chiến có thể gọi là chưa từng có. Với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, khi nhắc tới cái tình hình chống dịch của năm nay thì những hình ảnh gì là nổi bật nhất trong trí nhớ của ông? Gần 2 năm chống dịch thì có rất nhiều hình ảnh. Có những hình ảnh vui, hình ảnh buồn, không ít những hình ảnh rất là day dứt. Nhưng mà chung tất cả đến hình ảnh của những người dân. Có những người dân từ rất là già tham gia chống dịch với một cái niềm tin. Họ tin là cái việc họ làm thì sẽ giúp mình đẩy được đại dịch. Năm ngoái khi mà Hà Nội lúc ấy còn rét, tôi đã đi 11 giờ đêm còn gặp các cái bác lớn tuổi rồi, đi để vận động mọi người chống dịch. Tôi có hỏi chuyện một bác, làm sao mà các bác rét mưa này các bác đi thì các bác không sợ nhiễm mà. Thì bác ấy nói là mình đi mình vận động mọi người để mọi người cùng làm như mình. Thì tất cả mọi người chống dịch thì mình mới thắng được dịch. Hay là tôi đã gặp những em bé rất là nhỏ và các cháu khoe là các cháu đã gửi tiền để chống dịch. Tôi muốn nói là cái hình ảnh của người dân có thể nói là không có ai tả hết được, hết sức là cảm động. Theo các cái điều tra trên thế giới thì đến giờ phút này, cái tỷ lệ người dân tin tưởng và ủng hộ cái giải pháp chống dịch của chính phủ vẫn là cao nhất thế giới. Nhưng mà tôi muốn nói thế này, dù rằng con số đấy có là đến 96 hay 99% còn tin tưởng, thì với việc mà chúng ta đã có một cái tổn thất rất là lớn, không bao giờ bù đắp được, thì chúng ta không thể nào hài lòng với tất cả những việc chúng ta đã làm được. Đối với tất cả mọi người mà tham gia chống dịch, lúc nào cũng phải tự đặt ra câu hỏi sau mỗi một ngày, ngày hôm nay cái tình hình nó thế, thì những giải pháp của mình có cái gì là không phù hợp, có cái gì là chưa chuẩn mà phải điều chỉnh. Thì cái này tôi cho rằng đây là một cái bài học chúng ta phải luôn luôn nhắc lại nhau. Trở lại những bài học rút ra là như Phó Thủ tướng nói, là nói cho dân hiểu. Thứ hai là phải nắm được tình hình, và thứ ba là phải rất là gần với dân. Vậy trong những cái bài học đó thì Phó Thủ tướng thấy là điều gì là quan trọng nhất ạ? Cái điều mà quan trọng hàng đầu của tất cả mọi người mà đứng trong bộ máy nhà nước phải lo cho dân. Cái gì mà vì cái lợi ích của dân thì mình phải làm hết sức. Chống dịch ấy, thì nó liên quan tính mạng của con người. Cho nên là không phải riêng tôi mà bất kỳ ai, ai cũng rất là lo lắng. Và ai cũng muốn là bằng tất cả cái khả năng của mình để làm sao mà ít người chết nhất. Trong lúc chống dịch ấy, thì anh em chỉ nghĩ một cách rất đơn giản thôi. Tức là dịch bệnh này là liên quan đến người dân. Mà tất cả mọi người dân mà không đồng lòng cùng với mình thì không thể nào chống dịch được. Cho nên tự nhiên tất cả mọi quyết định, mọi suy nghĩ thì đều phải dựa vào dân. Từ cái đợt đầu tiên khi chúng ta chưa biết gì về dịch bệnh cho đến tận ngày nay, thêm một lần nữa chúng ta thấy là người dân Việt Nam mình quá là tốt. Có những cái người mà vì những cái quy định chống dịch họ rất là khổ. Nhưng mà khi mà tôi đến tôi gặp họ, hết vô cùng vất vả, nhưng mà trong ánh mắt của họ thì họ không có một cái gì mà một cái thái độ gì là không có đồng lòng với cái quy định về chống dịch. Phải nói một điều là dân Việt Nam mình không có cái từ gì hơn, phải nói là rất là tuyệt vời. Tất cả mọi người dân thì đều tri ân lực lượng bác sĩ và những người tuyến đầu. Những bác sĩ nói trực tiếp với tôi đều nói rằng nếu cái lời tri ân đầu tiên phải dành tri ân cho những người dân. Đầu tiên là những người dân ở vùng dịch, rồi đến những người dân ở các vùng khác cùng tham gia, động viên, giúp đỡ những người làm tình nguyện để chống dịch. Và tôi có lòng tin là không chỉ lực lượng y tế mà các lực lượng chống dịch khác chắc là cũng đồng ý với tôi như vậy. Chúng tôi cảm nhận được sự xúc động của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi nhắc tới sự đồng lòng và sự ủng hộ của người dân, tình yêu thương của người dân dành cho các lực lượng tuyến đầu và dành cho tất cả những người tham gia chống dịch. Và một cách rất là tự nhiên thì chúng tôi cũng thấy rằng là ông đang nhắc lại lời mà Bác Hồ vẫn dặn chúng ta dân là gốc. Và phải chăng là nếu như chúng ta thực sự hiểu, thực sự thấm nhuần và thực sự làm theo thì những điều Bác dạy nó sẽ trở thành cái lẽ tự nhiên. Và xin cảm ơn Phó Thủ tướng.